và mình chuyển cảnh đây, ví dụ như em chuyển cảnh là cái trang bên ngoài đây, đó là một cái bàn chụp hình như vậy sẽ là kết hợp với làm trực tiếp qua đường SDI, thì máy này nó sẽ hỗ trợ SDI cho anh làm. Thứ ba nữa là codec. Codec thì nó có rất là đầy đủ, hầu như là tất cả codec trừ một codec là MPEG-2 nếu mà anh sản xuất nội dung cho đài truyền hình để anh cầm, còn không thì anh cứ sử dụng những codec bình thường đó là đủ rồi. Thì đầu tiên về cảm biến ha. Cảm biến hiện nay là 3 cảm biến 4K. Nếu mà anh quay ở HD nó lên tới 422 10 bit, có nghĩa là độ sâu màu rất là sâu. Anh có thể sau này anh ví dụ như anh dùng chroma key á, ghi hình HD tốt rất là nhiều so với những thế hệ trước. Thì đối với cảm biến này thì anh yên tâm ha, chất lượng hình của nó đảm bảo 4K và đủ 3 cảm biến để cái độ no màu nó tốt nhất có thể. Tiếp theo là tính năng dò khuôn mặt. Thì tính năng này thì kế thừa những cái tính năng từ những cái máy do cái công nghệ thay đổi, bộ xử lý nó nhanh hơn, nó dò được khuôn mặt của mình nó dễ hơn, thì máy sẽ tự động nó dò cái khuôn mặt cho anh và nó sẽ tìm những khuôn mặt có sẵn, anh có thể chọn khuôn mặt nào để lấy nét, khuôn mặt nào không, thì anh yên tâm không có đầu tư thêm góc rộng nữa. Ngoài ra thì khi mà anh zoom nhiều hơn, trong trường hợp mà anh cần lấy xa hơn, anh có thể chuyển sang HD, khi đó sẽ nhân đôi cái độ zoom anh lên tới 50 và hình ảnh đảm bảo anh là không bị vỡ hình giống như zoom số bình thường. Lý do là nó crop cái tiêu cự của HD nằm trên cái cảm biến 4K. Ví dụ như một cái hình mình đang quay cái bông hoa ở phía ngoài đang ở 50 á, anh tưởng tượng anh đứng ở đây anh quay cái mặt người phía bên kia là anh nhìn thấy tới rất là chi tiết cái phần trên mặt. Thì cái phần mà lấy zoom của cam này tôi nói là tốt, khi mà anh kẹt quá anh có thể lấy độ zoom xa hơn. Ngoài ra thì cam nó có trang bị một cái chỉnh cản sáng chủ động và cản sáng bằng điện tử, nghĩa là bình thường nếu anh quay anh muốn giảm sáng á thì anh phải gạt cái nấc ND đúng không, thì cái gạt ND thì máy sẽ giật sáng, thì trong khi đó anh không có quay được tại vì nó giật sáng. Nhưng trong trường hợp này thì anh sẽ chỉnh cái bánh xe xoay á, nó sẽ giảm lượng sáng cho anh rất là nhuyễn. Trong trường hợp này thì có hai cách làm, một là anh để anh muốn giảm sáng á anh phải đóng khẩu, anh đóng khẩu á thì cái tiêu cự nó sẽ mỏng dày khác nhau, thì nếu mà anh cản sáng được thì anh không cần phải đóng khẩu, hoặc là anh có thể xóa phông ở ngoài ánh sáng mạnh mà không có đóng khẩu lại, thì một số trường hợp đó sẽ giúp anh rất là nhiều khi mà quay ánh sáng để chủ động khi quay ngoài trời. Và trong thực tế thì máy nó có một tính năng khác nữa là auto ND, nghĩa là anh khỏi quan tâm tới chuyện ND nữa, anh chuyển nó sang cho máy nó lo, anh chọn chế độ là auto. Thì trong trường hợp mà anh quay liên tục từ tối ra sáng hoặc ngược lại thì anh sợ ánh sáng nó bị cháy hay là thiếu sáng á, anh chỉnh không kịp thì anh giao cho nó tự động, nó sẽ đo sáng, nó canh, anh chỉ lo cái khẩu thôi, thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều khi mà quay ở chế độ bình thường. Tiếp theo là về tính năng, thì ở đây máy nó trang bị hai cái đế dùng để chỉnh cái chọn âm thanh đi vào cái cam. Thì hai cái đế nằm ở trên thân máy á, phía trên thân máy, phía trước và phía sau. Thì khi hai vị trí này anh có thể dùng được, ví dụ như micro không dây anh có thể dùng được cho cái đèn để điều khiển đèn theo máy quay, nghĩa là khi anh có thể chọn ví dụ như anh đang quay đèn tự động sáng, anh tắt nút ghi đèn tự động tắt. Còn nếu anh dùng micro không dây á, nó sẽ hỗ trợ anh là ha, tiếng âm thanh nó không cần buồn đi từ cái từ nguồn, từ anh gắn pin vào và nó đi từ cái máy quay nó chuyển lên trên cái bộ đi không dây, và tiếng nó cũng vậy, nó chỉ tự động nó chuyển xuống, anh không cần về xài thêm những cái dây phụ trợ cho nó thêm. Thì trong trường hợp này rất là tiện khi mà anh gắn thêm mic phía ngoài vào. Hiện nay Sony có một cái bộ không dây là hai kênh, nếu anh có nhu cầu anh có thể đầu tư bộ này là anh sẽ có hai tên tiếng cùng một thời điểm không dây từ hai bộ khác nhau và chỉ có một bộ nhận thôi để ghi dữ liệu âm thanh lại từ phía ngoài vào. Tiếp theo là về cái HDR. Thì HDR thì là một cái câu chuyện của 4K. Nếu anh để ý thì những cái TV mà 4K ngoài thị trường á, anh thấy đều có chữ HDR hết. Và HDR là gì? Thì anh nhìn cái hình bên trái á, là cái hình mình đang xài hiện nay.
Nghĩa là nếu mà anh quay cái sân banh ánh sáng nó tương phản á, thì cầu thủ rõ thì phía trong trong khán giả là mất hoàn toàn, rất là khó nhìn, và bầu trời cũng thua luôn tại ánh sáng nó là mức trung bình. Nhưng đối với HDR thì do cái giải động nó sáng hơn, nó nhiều hơn, anh có thể nhìn được phía trong, phía ngoài và kể cả cái bầu trời luôn. Thì HDR là một cái cách làm cho cái hình ảnh nó tốt hơn so với bây giờ. Thì đối với hiện nay Sony nó sẽ hỗ trợ anh quay được HDR để anh đưa cái hình ảnh chất lượng nó tốt hơn. Thì đối với HDR anh sẽ có một cách làm rất là đơn giản đối với máy quay này, là anh chỉ chọn đúng HLG trên máy quay. HLG là một cái chuẩn mà trên TV á, là nó hỗ trợ sẵn rồi, đúng màu luôn. Anh cứ để HLG anh quay, quay chắc chắn đẹp hơn, quay chế độ bình thường rất là nhiều, độ tương phản nó cao hơn, hình nó nét hơn. Còn tất cả các quy trình về dựng y như cũ, không thay đổi gì hết. Thì khi dựng mình sẽ có cái hình nó sẽ tốt hơn khi mà anh quay chế độ bình thường ở HDR bình thường. Tính năng phụ khác nữa là tính năng mạng. Hiện nay thì máy nó có sẵn đường mạng, thì đường mạng này giúp anh là dùng một cái điện thoại, anh cài cái phần mềm vào gọi là CBM á. Anh cài vào anh có thể điều khiển zoom focus các kiểu từ xa, xem trước hình luôn. Còn nếu anh muốn tính năng cao cấp hơn, ví dụ như anh làm nội dung, anh cộng tác viên của đài truyền hình, anh muốn stream hình trực tiếp về đài, anh muốn vô cái mạng của đài anh chuyển dữ liệu về, anh phải mua thêm một cái option mạng riêng. Còn nếu anh không xài thì thôi, máy sẽ rẻ hơn nếu không cần cái option đó, anh không cần phải mua option này để mà sử dụng. Thì nếu mà anh có tính năng mạng, anh có thể gửi được cái file, ví dụ như file proxy, file gốc kết hợp chung về đường mạng wireless về. Thì nói mạng này phức tạp chứ thật ra một là anh có cái wifi, hai là anh cắm cái USB 4G vào trên máy quay là xong, là anh có thể chuyển dữ liệu về. Và streaming, streaming là giống như anh quay trực tiếp, nhưng mà stream nó không giống như stream trên Facebook đâu, có nghĩa là anh phải có một cái server nhận stream của anh để nó độc lập, nó không có bị lệ thuộc vô những cái nền tảng khác. Anh stream về cái server đó, nó tự động nó encode và đẩy lên nội dung số của anh. Ngoài ra thì các tính năng máy nó sẽ hỗ trợ anh những cái codec, ví dụ như SAVC, Longdot, MPEG. MPEG thì như nói ban đầu anh phải mua nếu anh muốn xài MPEG và DTCam. Vấn đề ở đây là tại sao lại có MPEG và tại sao SAVC, anh chọn cái nào? Ở đây là bài toán về cái năng lực, có nghĩa là nếu mà anh chọn SAVC với MPEG thì hình nó đẹp như nhau, nhưng SAVC file nó sẽ nhỏ hơn, nhưng khi anh dựng hình anh sẽ mất cái năng lực máy tính mạnh hơn. Còn MPEG file nó sẽ lớn hơn và năng lực máy tính nó nhỏ hơn, có nghĩa là cái bù vượt qua ngược lại á. Tại vì sao? Tại vì đa phần đài truyền hình người ta muốn dựng nhanh, người ta không quan tâm tới dung lượng lớn, ta cần dựng nhanh thì người ta chuyển sang MPEG. Còn nếu mà anh không cần phải làm nhanh, máy tính anh đủ sức xử lý, anh có thể xài SAVC, giá thành nó sẽ thấp hơn, anh sử dụng trực tiếp lên đây, không cần phải đầu tư thêm một cái codec về MPEG để anh truyền hình. Thì đó là cái giá phải trả khi chuyển qua chuyển lại giữa hai định dạng. Tuy nhiên anh định dạng nào anh xài cũng được. Và hiện nay đài truyền hình họ cũng bắt đầu xài SAVC trong một số trường hợp và ghi hình ở định dạng chất lượng cao hơn. Về ngõ vào ngõ ra như nói ban đầu ha, anh có thể xài được SDI, có HDMI, có đường USB, anh cắm SIM, cắm USB Longo vào để truyền 4G, hoặc là anh có hai đế Amazon để truyền dữ liệu. Thì đối với những cái đường ra đường vào này gần như là đầy đủ những cái tính năng mà anh có thể sử dụng cho máy quay, anh chọn cái nào cũng được. Về phần mềm thì có hai phần là MPEG và phần mềm về mạng. Nó tùy máy quay nó có luôn một cái đường gọi là đường dây mạng á, anh cắm vào. Trong trường hợp anh không vào internet được bằng 4G, bằng wifi, nó có thể cắm đường mạng trực tiếp vào cũng được. Thì tùy cái nhu cầu nào anh sử dụng một trong hai nhu cầu đó. Còn phần license thì anh có thể chọn để ghi thêm những codec chất lượng cao hơn như MPEG. Hiện nay thì cam bắt đầu bán từ tháng 9, tháng 10 năm nay thì mới vừa ra. Thì những cái cam này anh có thể đặt hàng từ bây giờ. Hiện nay đang có chương trình khuyến mãi đầu tiên của cam ra đời, và có đây là một số tính năng đầy đủ của cam. Anh có thể ghi được HD, HD4K đầy đủ hết. Thẻ nhớ anh có thể xài thẻ SD, không có cần phải xài thẻ cao cấp. Rồi, các
anh có hỏi thêm câu hỏi về cam không ạ? Hỏi cho biết giá. Giá chút xíu nữa công bố sao đó. Để tôi chỉnh lại. Qua đổi qua. Qua. Xin lỗi vì hỏi gấp đi. Gấp quá. Tiếp theo nữa là một cái giải pháp truyền hình trực tiếp. Thì cái giải pháp này thì như nói ban đầu ha, anh có thể dùng một bộ cộng hình và nhiều cam. Tại sao anh phải xài cái này? Nếu anh xài trực tiếp thì làm sao để ghép các cam với nhau? Thì đó là một cái bài toán. Anh không thể rút cái từng sợi dây vào, sợi dây ra để anh đưa tín hiệu vào, thì khi đó anh sẽ chọn bằng cam. Đây là một mô hình nó sử dụng cái remote để nó đồng bộ time code. Nghĩa là mỗi cam anh để một cái thẻ nhớ, và trên bộ cộng hình cũng có một thẻ nhớ. Thì khi anh quay á, anh chỉ cần nhấn nút quay thì tất cả các cam time code sẽ giống nhau hoàn toàn. Để khi về anh dựng á, anh có thể anh chọn qua chọn lại rất là nhanh và tiếng không bị lệch. Tuy nhiên khi anh làm xong anh vẫn có một cái sụt nằm ở trong cái bộ suýt này luôn. Cả hai thứ đều có sẵn hết. Thì một bộ thế này anh có thể điều khiển được cho 3 cam. Bộ suýt này điều khiển được 4 cam. Anh sẽ thử một lần nhé. Switch này anh có thể chọn được 9 kiểu đường vào, nghĩa là 8 kiểu video composite, SDI, HDMI và một đường RGB để anh làm chữ. Ví dụ anh muốn lồng cái chữ nằm ở dưới giống như phụ đề á, anh sẽ làm được cái chữ đó luôn. 8 đường vào này thì cùng một thời điểm anh sẽ chọn được tổng cộng là 4 đường, là 4 cam trực tiếp, 4 cam SDI ví dụ như vậy, hoặc là 2 SDI, 2 HDMI. Ở đây là một cái mô hình mình đang làm là 2 cam và 2 máy tính để đưa hình vào. Xích cũng trộn âm luôn nha, âm thanh nó bao gồm trong đường tín hiệu luôn. Lấy một máy tính bảng em vô mạng, anh kết nối cái switch, em ngồi ở dưới kia em điều khiển sụt hình đây cũng được. Nghĩa là mục đích nó làm như vậy. Thì anh có thể anh điều khiển từ xa và nó cho phép anh là bớt con người trực tiếp thao tác ở trên switch luôn cũng được. Dữ liệu sẽ ghi thẳng vào thẻ. Hôm nay tôi cùng với Trần Văn và các đồng nghiệp của mình đã có những lời giới thiệu.
Anh có hỏi thêm không ạ?
làm chương trình cần cái một người rất là insulin hỗ trợ cho hay là tiền của em bỏ gì rất là mong kỳ như là mình làm cái tan hay là cưới gì đó. Chứ nếu mình không nói chầm xài 4K mình bồi chắc 4K có cái đầu băng, anh cho quan tâm đến cái phần dịch vụ anh mà, tức là cái sản phẩm mà khi quay rồi để mà thông qua project để dựng người ra sản phẩm á, ý anh đang nói hỗ trợ gì là bây giờ như anh làm cái đầu băng mà hiện tại bây giờ anh không có bánh cao 4K, không có bánh lau 4K, các cái nền để mà anh làm sao mà anh có thể dùng cái phim 4K. Không có nền rồi sao? Ở trong hàng cái đó nên người khác rồi. Giống như bây giờ là chú hỏi á, quay về dựng 4K thì cái file quay phim 4K đúng không? Thì bên đây có hỗ trợ những cái nền chẳng hạn như muốn chôn vô để mai lên mây thì có cái mây 4K không? Cái đoạn phim mây đó đó. À, những cái mẫu tham lét hiệu ứng. Cái phim 4K sao á? Cái phim 4K. Hiệu ứng nè, background rồi. Vậy đang hỏi là Xuân Liên có hỗ trợ hay không? Cái đó là lĩnh vực khác rồi. Bây giờ hiện tại là HD là có hết rồi. HD là có hết rồi. Anh ơi, biến thẳng cũng đúng không? Lên hỏi các bạn có cứ đặt cũng bán lên đây. Để biết sao đây. Bạn, đúng, đúng. Cái gì đó, thẳng lại vậy, bắt cây. Quốc Thông cũng có đấy, Quốc Thông cũng có nhiều lắm. Background Noel đầy. Cái đó nó nằm trong bộ dựng anh ơi. Đúng rồi, không phải là bộ dựng. Đó là cái phần dựng offline, dựng tại của anh thôi. Thì trong cái Adobe á, Adobe á, thì anh chỉ chọn SD-CAM là được. Thì SD-CAM trong đó có 50, 35, 25. Thì 50 megabit trên giây á là đẹp nhất. Còn dung lượng file lớn nhất. Còn anh chọn thấp hơn nó sẽ tuột xuống từ từ. Độ phân giải sẽ tuột xuống 35, tuột xuống 25 sẽ tuột xuống với nhau. Còn cái frame rate nó phụ thuộc vào anh LT hay là ban là do anh quay ban đầu. Thì cái nó có sẵn rồi, anh không phải phân vân đâu, không phải chọn cái khác đâu. Tôi hỏi tí ạ. Cái suýt mình là của Sony luôn. Dạ, suýt của Sony luôn. Cái thứ nhất là vậy. Cái thứ hai, khi mà mình đang phát trực tiếp, mình nó record luôn. Đúng rồi. Record luôn. Record. Nhưng mình có tùy chọn không thì record hoặc là chọn record. Anh, chọn được anh. Rồi, rồi. Cái thứ ba là bây giờ tôi quay 3 đến 4 máy phải không? Để mà cái người quay biết được đang record hình của ai, của máy nào. Mình phải mua thêm cái bộ như vừa nãy. Nó có hai cách làm. Một là anh phải mua cái remote. Thì cái remote nó sẽ truyền tín hiệu mà điều khiển cam lên trên cái cam. Thì nó mới có tally được. Vậy bây giờ mình có thể biết cái giá thành cái đó được không? Ở đây không? Cái đó nó có hai cách làm. Để không, bây giờ cách làm tôi không nói, tôi muốn cái giá thành một cái giá đó. Cái bộ mà của Sony á là cái thứ là tức là tối thiểu phải 3 máy, ít nhất là 3 là 4. Có chỉ 3 máy thôi, tối đa là 3 máy. Có cho phép là 4? Không. Thế này nó cho phép 4 hay 3? Chỉ được 3, nhưng mà anh điều khiển được 3 máy cùng lúc. 3 máy cùng lúc như tại vì mình lên mạng thì nó có sức cáp luôn rồi. Cắp lan xì, 2 sức cáp, 1 sức cáp hình, sức cáp điều khiển. Ví dụ 2 cái máy có cái dòng máy nó không có, còn cái dòng máy có dùng máy nó có, ví dụ mình quay là loại Sony, Panasonic thì nó có bộ chuyển không? Máy nó hỗ trợ anh composite hai đường,
SDI 4 đường, HDMI 2 đường, không chọn nào. Cùng hệ là phải cùng nhau, nhưng mà độ phân giải có thể khác nhau. Cái đó là may mắn cho mình là đồng giới. Bình thường độ phân giải nó cũng phải convert á, nhưng mà đối với cái này nó cho phép là độ phân giải khác nhau. Nhưng mà dĩ nhiên anh đưa composite vô thì nó sẽ xấu hơn. Chịu dạ, cái bộ không dây thì để gì để bên Tiến sẽ nói thêm thời gian là sao. À, bộ Flex Kali không dây á, em đang có mang cái này là giá 18 triệu. Được mấy máy? À, đường tổng cộng là 4 máy. À, nếu sử dụng bàn 8 thì được 8 máy, có thể nâng cấp thêm. Bộ 4 máy là bao nhiêu? 8 triệu. À bao nhiêu? 18 triệu. 18 triệu được 4 máy phải không? Không mà biết là máy Kali thôi nha. Bộ này là gắn với anh Cam. Nói chuyện anh không dây thì 8 cam nó sẽ tích từng cổng ở đây và từng cam nó sẽ sáng theo ý đồ của anh, nên là xanh mới đỏ là không dây rồi. Bây giờ cần không dây thôi. Anh có dây cũng được, không dây cũng được, nhưng mà bởi vì anh em bây giờ thì ví dụ đi quay chỉ cần một cái dây SDI được rồi, còn cái này nó chuyển không dây thì nó chuyển. Dạ, đúng rồi, đó là cái ý anh là bộ này nó quay tự động máy kia thì cái có hỏi thêm gì mà đúng rồi, tháo một tay là gắn bằng một cái để mình ra đi tìm hiểu. Có một ý kiến hỏi là cái bộ nào mốt đấy, cái cự ly nó được bao nhiêu? Nó có dây không dây? Dạ 100 mét. Sau này nó bán bao nhiêu á? Thì phần trình bày của anh mình xong. Thì bây giờ em là Tiến, thì chắc ở đây một số anh cũng đã biết em rồi, mùa giải năm trước. Dạ. Thì lần này thì cũng giống như là cái em mang xuống lần này, là giống như em đang đề như này, là giải pháp ứng dụng thiết bị trong sản xuất truyền hình, và kèm theo nữa là livestream YouTube và Facebook. Vì trước đây giống như nãy anh Bệnh nói, để làm những hệ thống bấm hình là chỉ có đài truyền hình làm thôi, ở ngoài mình làm được. Vậy thì lần này em mang xuống một cái giải pháp để mà ở ngoài mình vẫn làm được. Tại vì sao? Ở đây thì em chưa biết như thế nào, nhưng mà em nói ở ví dụ một số tỉnh thành Sài Gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ, Kiên Giang chẳng hạn, họ đã sử dụng rất là nhiều, đặc biệt là chùa với lại nhà thờ, kinh khủng. Để làm gì ạ? Mình cho khách hàng thêm một cái option nữa, để ví dụ trước đây mình chỉ quay những cái máy gọi là máy đơn lẻ, thì mình đưa hệ thống bàn trộn này vào. Thứ nhất nó tạo ra được gì ạ? Cái khung cảnh nó sinh động hơn, nó hấp dẫn hơn. Thậm chí em nói giống như công nghệ tiệc cưới chẳng hạn, thì mình có những cái cảnh mà ví dụ đang chạy đón dâu ngoài đường bằng 4G, nhưng mà khách tham quan vẫn ngồi đây thấy cảnh đang đón dâu và cảnh rước cô dâu buổi lễ từ ngoài vào trong lễ đường, là hoàn toàn trực tiếp hết, không phải riêng những người khách tham dự đó hoặc là những người thân ở nước ngoài chẳng hạn, họ vẫn xem được thông qua gì ạ? YouTube và Facebook. Vậy thì để làm được làm cách nào thì em mang xuống là hai bộ giải pháp để cho các anh có những cái lựa chọn tốt nhất khi mà mình quyết định đầu tư. Rồi, đây là bộ giải pháp Versys 500 như lại của anh Bình, nhưng mà với em thì sẽ có cải biến một chút xíu. Hệ thống cam em đề trên này là Z190, thật ra em đề cho vui thôi. Các anh có nhu cầu đầu tư Z190 cũng được, máy đang sử dụng vẫn được, X70 vẫn được, vân vân, miễn cái máy mình đã có các cái cổng thông dụng như là HDMI hoặc là SDI. Thứ hai nữa là mình trang bị thêm một cái máy tính. Tại lúc nào mình đi làm chương trình này mình phải có một cái máy tính. Một cái máy tính để làm gì ạ? Thứ nhất là mình tạo chữ cho khách hàng. Khách hàng nào cũng có nhu cầu đó hết. Ông A, ông B. Thứ hai nữa là gì ạ? Để làm livestream chắc chắn phải có máy tính để giữ luồng livestream Facebook rồi. Đúng không ạ? Mọi người thường nếu mà người thử live phải bằng laptop chắc chắn phải ngồi giữ cái luồng nó tắt đi một cái là nó mất. Rồi. Tiếp theo nữa là mình phải trang bị đường audio. Thì chắc nhiên để làm chương trình là phải có audio. Rõ ràng. Và một cái nữa là Flex Tally. Rồi, bây giờ em sẽ phân tích riêng ra từng cái thì xem chức năng nó mà nếu như thế nào.
thêm một cái giải pháp thứ hai, thì thay vào bộ MSX 500 thì em sẽ có bộ là SE650 cộng với Light Service và thiết bị ghi hình Automode. Đây cũng là một bộ giải pháp. Cái MSX là cái tích hợp, còn cái bộ SE650 này là sự phối ghép của tất cả các hãng thương hiệu nó phối lại nhau, thì sẽ mỗi hãng sẽ có cái mạnh yếu khác nhau để mình đi tìm hiểu thử. Ok, đầu tiên, thứ nhất, những hệ thống bàn trộn này khi mình làm chương trình sự kiện, tiệc cưới, ca nhạc dành cho những cái doanh nghiệp thì thường họ sẽ có một cái gì ạ? Yêu cầu là gì? Làm live stream hay làm live trực tiếp mình led có gắn giùm tôi cái logo, đúng không ạ? Thì lúc này với MSX 500 thì chúng ta chỉ việc chép cái file logo, đặt tên đúng cái chữ logo xong bỏ vô cái thẻ nhớ và chúng ta nạp vào, và chúng ta chỉ cần bấm gì ạ? Bấm logo thì sẽ động xuất hiện cái chữ giống như đây em làm mà xuất hiện chữ Phú Sinh Kim. Với data video thì mình cũng làm tương tự, nhưng mà mình sẽ nạp hai bộ này, mình sẽ nạp cho cái logo thẻ nhớ vào trong máy luôn, và mình đều có cái phím đơn giản nhất, dễ dàng nhất là bấm logo là ăn liền. Tiếp theo, ghi hình với MSX rất là độc đáo ở chỗ là tích hợp luôn ghi hình bằng thẻ nhớ, thì chất lượng ghi hình là Full HD kèm giả chuẩn ghi hình là AVC HD và thẻ 64GB cho chúng ta là 180 phút, tương ứng với chúng ta ghi là khoảng từ 20 đến 22 megabit. Cái chất lượng đó đủ cho chúng ta giao file luôn cho khách, hoặc là chúng ta đem về vẫn có thể dừng lại được. Và cài đặt ghi thì rất đơn giản, gắn cái thẻ vào, chúng ta gắn cái thẻ vô, một máy cái thẻ, và cuối cùng là gì ạ? Bấm nút record là xong, chương trình làm liền, không có cần phải ngồi cài đặt thao tác gì cho nó phức tạp hết. Ngoài ra với những cái bộ như SE650 hay MSX500 chẳng hạn đều làm được một cái chức năng nữa, là có nghĩa là chúng ta có thể set up một cái phim trường ảo ở mức cơ bản nhất. Chúng ta làm một cái hệ thống phông xanh tại nhà và chúng ta trang bị một số đèn khoảng từ 2 đến 4 cây đèn nhỏ nhỏ, là chúng ta có thể kỳ giống như chúng ta đang làm, thấy cái cô đó cũng đang đứng và đang kỳ là một cái chương trình dự báo thời tiết rất là đơn giản. Rồi, những cái bộ này chúng ta dùng để bấm hình thì cái quan trọng là gì? Với hãng Data Video thì họ có cái ITC 100 kèm là intercom, là vừa trao đổi tín hiệu intercom là bằng lời nói, và kèm đó là có cái đèn tali. Và hãng Servo thì có dòng sản phẩm là Flex Tali, thì với cái Flex Tali này là hoàn toàn là hệ thống không dây 100m. Thì chúng ta mua một bộ của nó là gồm 4 kênh, nhưng chúng ta có thể mua thêm 4 cục nữa để thành 8 kênh nữa vẫn được. Với Flex Tali thì áp dụng được cho gần như tất cả các hãng bàn trộn. Ví dụ như khách hàng đã trang bị bàn trộn của hãng Black Magic chẳng hạn, em lấy ví dụ, thì trang bị bộ Flex Tali này vẫn được luôn, vẫn kết nối được. Thậm chí ngay cả bộ TriCaster của Mỹ đi thì kết nối với bộ Black Tally vẫn được luôn. Và em giải thích thêm, có nghĩa là khi chúng ta làm một cái sự kiện, không phải lúc nào chúng ta cũng trao đổi bằng bộ đàm dễ dàng hết. Chẳng hạn như chúng ta ngồi trong một cái phòng học dạy học online đi, thì lúc này chúng ta người cameraman đâu có trao đổi được. Hoặc là trong cái sự kiện tiệc cưới đi, cái anh camera anh đang đứng ngay cái thùng lo vậy nè, cái người bấm hình là chỉ la làng luôn, nhiều khi anh chưa nghe nữa. Thì chắc chắn khi chúng ta chọn cái cam nào màu đỏ là cái cam đó đang lấy hình của ảnh, thì ảnh biết chắc là anh phải giữ góc máy cho thật đẹp rồi. Còn không có cái đèn chỉ thị này á, là ảnh không biết là lúc nào anh đang lấy hình, là lúc này khi cái người bấm hình và người cameraman không có ăn khớp được với nhau, thì lúc này cái chất lượng hình ảnh khi chúng ta thu lại nó rất là tệ, khi mỗi lần mà chuyển cảnh trên season rất là cực. Nhiều khi anh đang quay tốt mình thấy ô đang đẹp về luôn, tự nhiên cái ảnh lìa máy đi cái là chết liền nghe mà liền. Thì lúc này cái đèn chỉ thị nó rất là quan trọng, mà nó quan trọng hơn cả cái bộ đàm của chúng ta.
thì tất cả những cái giải pháp của SE650 hay MSIS thì hoàn toàn làm được cái chức năng là livestream YouTube hoặc là Facebook, và thao tác rất là đơn giản nhưng mà chất lượng cho chúng ta khi livestream lên YouTube thì được tới 1080p, còn ở Facebook thì chúng ta đạt ở 720. Tại không phải là Facebook không làm được lên tới full, mà tại Facebook chưa có mở full cho chúng ta, tối đa chỉ tới mới HD thôi. Và cho thêm cái với MSIS thì cung cấp thêm cái chức năng là ổn định hình, có nghĩa là họ khi họ stream, khi chất lượng tín hiệu mạng xuống một mức đột ngột thì tự động cái MSIS nó sẽ bóp nhỏ cái chất lượng để cho nó xấu đi, nó xấu đi nhưng mà bù lại cái hình chúng ta vẫn mượt, chứ không phải là vẫn giữ nguyên cái tín hiệu đó để làm cho cái hình chúng ta bị gì, bị giật. Vẫn đẹp nhưng mà nó giật, thà nó xấu mà nó mượt còn hơn. Dạ rồi, với những cái bộ bàn trộn này thì chúng ta cần phải gì nè, bảo vệ cho nó được. Nhất là những môi trường thời tiết như ẩm, môi trường mưa gió di chuyển thì chúng ta sẽ đựng ở trong những cái thùng này để di chuyển, thì chúng ta giúp cho chúng ta chống va đập, thậm chí là bụi bặm, thì những cái này đồ có giá trị cao. Rồi, bây giờ em sẽ gom gọn lại, em sẽ phân tích ra nha. Hồi nãy em có nói mà giờ mới vô vấn đề chính đây. Thì với bộ MSIS 500 thì máy quay thì em sẽ không bàn tới nữa, tại vì máy quay là mình có thể chọn máy nào cũng được rồi. Thì với MSIS 500 cho chúng ta được 5 kênh audio mixer, 5 kênh tính luôn cái đường line, 4 cái cam là 4 đường embed audio cộng thêm một cái đường line. Ví dụ chúng ta có đường mixer ở ngoài chúng ta đưa vào nữa là chúng ta được tới 5. 8 đường input video cộng với một đường title. Trước giờ các cái hãng khác làm màn trộn là thường là nói 4 đường là 4 đường, nhưng mà Sony đặt độc đáo một cái chỗ là gì ạ? Cho chúng ta 8 đường, chúng ta quyết định cái sụp đi vào. Chúng ta muốn 4 cái SDI là được 4 cái SDI. Hoặc là chúng ta được chọn là 2 SDI, 2 HDMI. Thí dụ như đâu phải lúc nào tùm lum máy nhiều hãng, đâu phải lúc nào cũng có đầy đủ SDI. Thì lúc này chúng ta được quyền chuyển sụp luôn. Nó có thêm một cái hay nữa là gì ạ? Khi chúng ta mặc dù nó là bàn 4 nhưng mà lỡ mà khách mà yêu cầu mà quýnh 5 sụp, chúng ta chơi được luôn. Cái đó là cái đặc biệt nữa. Tại vì ở đường hoặc là 6 sụp chúng ta phải chuyển thao tác chút xíu thôi. Tại vì đường sụp đường 3 thì nó hỏi mình là lấy hình SDI hoặc là HDMI. Thì ví dụ chúng ta tới đó chúng ta sẽ chuyển cảnh đi, chuyển qua HDMI là một sụp, chuyển qua SDI lại là một sụp nữa. Thì đường 3, đường 4 chúng ta thêm 2 hình nữa là chúng ta được 6 hình luôn. Nếu chúng ta quen tay thao tác nhanh là chúng ta nhìn được. Rồi, thêm một cái đường tạo chữ. Trước đây các hãng khác thì họ hay lấy cái, chúng ta làm chữ thì chúng ta phải lấy cái đường input của một cái đường máy quay. Thì chúng ta ví dụ 4 chúng ta lấy một đường là mất còn 3 đường. Nó rất là bất tiện. Thì với MSIS họ cho chúng ta là một đường riêng biệt luôn. Gắn máy tính vô là tạo chữ luôn, không có bị ảnh hưởng tới 8 cái đường input bên kia. Điều khiển livestream Facebook và chèn logo tạo chữ như nãy em có nói. Ngoài ra thì phối với bộ Black Kali không dây là MSIS là một cái giải pháp em nghĩ là đáp ứng được gần như là những cái yêu cầu gọi là khó khăn, những cái yêu cầu cao cấp của khách hàng khi chúng ta làm những cái chương trình sự kiện rồi. Tại vì nó giống như ca nhạc đi, chúng ta có 4 máy là cũng là rất là dữ rồi. Rồi. Đây. Đến đây là SE650 kèm với LightSail, kèm với Atomos. Vậy thì cái này có gì đặc biệt? Nãy giờ em mới nói này rồi, giờ em mới nói. Với bộ này thì em cũng không bàn camera. Nhưng mà bộ này cho chúng ta live stream cùng một lúc. Ba lục. Vừa Facebook, vừa YouTube, vừa website của mình đi chẳng hạn. Hoặc là hai Facebook, thậm chí là ba Facebook cùng một lúc đều làm được hết, hoặc ba YouTube cùng làm một ba luồng một lần. Bản thân Live Service vẫn có ghi hình nhưng mà ghi hình chất lượng thấp, nó ghi bằng thẻ micro thôi em không bạn. Rồi. Với chất lượng ghi thì với Atomos thì cho chúng ta ghi hình bằng ổ SSD. Và chất lượng ghi đạt ở mức tối đa nhất
là 220 mê, tùy mình quyết định 35, 135, 35, 85, 135, 220 là mình sẽ chọn được cái bitrate cao nhất, để khi chúng ta cho ví dụ khách hàng muốn ghi hình mà ở cái chất lượng cao mà chất lượng tốt để đem về làm gì đó thì có thể quyết định là sử dụng cái thiết bị Atomos. Và những cái khách hàng ví dụ như tôi muốn live stream cùng lúc nhiều cái kênh để quảng cáo thì phải dùng Live Service, và hối với bộ bàn trộn này thì nó sẽ là một hệ thống vừa cái mức giá nhất. Và nói chung thì với cái giải pháp ED650 này mình có thể gắn luôn cả Flectory vẫn được, tại Flectory vẫn tương thích được với ED650. Dạ rồi, thì em đã giới thiệu một cái giải pháp về truyền hình. Rồi, năm nay thì nói về năm rồi, em cũng đã có nhớ, em có nói Atomos rồi. Dạ, có ai, chị có anh nào năm rồi biết Atomos là gì không ạ? Dạ, đúng rồi anh. Thì năm nay em sẽ có một cái bài giới thiệu về Atomos. Năm nay thì tụi hãng Atomos đã ra một cái dòng sản phẩm mới, thì đợt này em có mang xuống để em giới thiệu đến các anh. Thì năm vừa rồi thì em có mang xuống, đây là dòng Atomos Inferno. Thì với cái dòng này á thì rất là cao cấp, nhưng mà năm nay thì em có mang xuống thêm một cái dòng nữa, là đây là dòng Ninja V. Với dòng Ninja V này có gì đặc biệt? Dạ, năm nay Ninja V ra một cái dòng sản phẩm ghi hình được thiết kế bằng nhôm nguyên khối và nặng chỉ có 360 gram, độ dày 25mm thôi. Và màn hình Ninja V có HD 10 bit và độ sáng 10 nits luôn, đủ đáp ứng được trong môi trường ánh nắng cao. Và em cũng nói Ninja, hãng Atomos là gì? Atomos là một cái hãng chuyên cung cấp những cái màn hình có kèm chức năng ghi hình để đáp ứng khi chúng ta có thể sử dụng gắn được cho máy quay được, máy ảnh được, giống như chúng ta có A7S2 ghi lâu sợ nóng cảm biến, gắn Ninja V vô giao cái việc ghi hình lại cho Ninja V là xong, máy chạy rất là mát mà đảm bảo luôn chất lượng hình tuyệt đẹp. Rồi thì Ninja V có những ưu điểm gì? Năm nay thì tốc độ ghi hình như một ninja rất là nhanh, ghi lại được tới định dạng là HDR4K 10 bit mà 60 frame trực tiếp lấy từ cảm biến của máy quay hoặc máy ảnh tùy mình, cho phép kết hợp luôn với ổ cứng, chúng ta có thể gắn ổ SSD lên tới 1T. Rồi thì khi chúng ta ghi 4K thì ổ cứng 1T thì cho phép chúng ta ở chất lượng gọi là bitrate cao nhất thì chúng ta ghi được là 150 phút. Định dạng của hãng Atomos thiết kế lúc nào cũng là Apple Direct hết. Rồi thì với Ninja V cũng giống như các dòng trước đây, thì các anh nào đã làm bên phần mềm Adobe Premiere thì mình sẽ hiểu là chúng ta dùng cái Colorist hay là Color, Lumetri Color để ám cái lút và màu vào. Thì với cái bộ này thì chúng ta có thể lấy cái lút của Adobe Premiere, chúng ta nhúng thẳng vào trong cái này, nhúng thẳng vào đây luôn, và chúng ta chọn cái lút màu ưng ý nhất để chúng ta có thể dùng để làm gì ạ? Chúng ta kiểm màu trước, coi trước được cái tông màu phù hợp để khi chúng ta về chúng ta chỉ việc theo đúng cái bối cảnh đó và những kịch bản và cái màu đó chúng ta dựng. Còn nếu chúng ta cảm thấy mà cần giao sụt nhanh, ok, chúng ta lấy cái lút đó chúng ta ghi thẳng vào luôn và xuất file ra luôn. Rồi, ngoài ra Ninja V thì có gì đặc biệt nữa?
không phải để ghi hình không, và còn có ghi được âm thanh. Và ở đây nó có cái một cái đặc biệt là lúc nào cũng vậy, năm nay thì có cải biến thêm về cái phần mà chỉnh audio delay. Thì khi mà chúng ta đưa âm thanh trực tiếp từ máy, lấy đường âm thanh riêng và cái đường từ mixer riêng, thì sẽ có dễ hiện tượng là chúng ta bị rễ âm. Thì cái này nó sẽ có cái audio delay để chúng ta kéo lên cho nó cân bằng lại, để khi về âm thanh với hình nó đi một đường. Chứ nhiều khi ghi xong về hình đi đường hình, tiếng đi đường tiếng nữa thì chết. Thứ hai nữa là em quên nói cái vấn đề rồi, red cái lút lại đó. Có một cái nữa rất là hay là gì, khi chúng ta dùng là với bộ bàn phím này, không phải lúc nào chúng ta cũng dùng một hãng không á. Máy quay chúng ta nhiều khi chúng ta ra anh này xài Sony, anh này xài Canon, hỏi tiếng xài JVC nữa, là ba màu khác nhau. Thì với cái bộ này chúng ta chỉ cần nhúng một cái nút, lấy cái nút màu của chẳng hạn như Sony, lấy S-Log đi, lấy S-Log 3 chẳng hạn, chúng ta để thẳng vào trong này và chúng ta rét vô luôn, vừa làm chương trình trực tiếp chúng ta vừa ghi cái lock nó vô luôn, thì về nó ra chúng ta cái màu tương đồng, chúng ta kéo lại cho nó giống giống nhau, đúng không ạ? Chúng ta đánh ba hãng là chúng ta ngồi bấm hình cho khách coi là cái sụt program đã ra ba cái màu, rất là khó chịu. Đôi khi cái này nó sẽ giải quyết được một phần về cái bài toán về màu sắc, và thậm chí chúng ta có thể chỉnh màu trên trực tiếp trên này luôn, sau đó chúng ta rét cái nút màu đó lại và mang về. Và chúng ta coi trước xong đó đem về, chúng ta bắt đầu mới dựa trên cái nền này để có cái file trên này chúng ta dựng lại, nó sẽ nhanh hơn. Dạ rồi, thì cái bài thì, trình bày của em đến đây là kết thúc. Dạ, các anh chị, các anh có câu hỏi nào thì em sẵn sàng. Hồi nãy có anh ở đây hỏi một cái câu hỏi cũng rất hay. Anh hỏi là có cái khi mà Sony đã ra máy 4K rồi, vậy thì Sony có hỗ trợ những cái gọi là tiệc cưới là phải có FS, có hiệu ứng, phải có chuyển transition, thì có những cái hiệu ứng đó có 4K hay không? Thì em nói luôn, Sony là Sony, còn cái phần mềm dựng là của Adobe, nên hai anh đó bắt tay với nhau, nên cái vấn đề Sony tạo ra chất lượng hình giao cái việc dựng lại cho Adobe Premiere. Nhưng mà cái này là anh hỏi đúng, cái này là có chứ không phải là không có. Những cái FPS này nếu thì thường người ta sẽ bán. Anh có thể cho em lại, nếu ở đây những anh nào cần cho em xin lại toàn bộ số email, em sẽ gửi đường link để các anh download về, tại file rất là nặng. Thì trong đó có rất nhiều lút màu và FPS luôn. FPS luôn về dựng HD được, dựng 4K được luôn. Thì các anh chịu khó đau về giúp em, tại cái này chép nó tới mấy ghi rồi. Dạ thì cái này là cái shooter, thì cái shooter này cũng rất là nhiều anh em tổng hợp lại, thì cái này cũng là bán chứ không phải là họ, nhưng mà họ phi lại, họ gom lại thành một cái file thống nhất, là thì các anh em về lượt. Dạ. Dạ nếu các anh em có nhu cầu thì cứ trong bảng điền thông tin thì để lại cho em xin cái email, em về em gửi email hàng loạt luôn cái dọn lại. Dạ. Dạ còn có anh nào có câu hỏi gì không ạ? Để tháng sau bán được nữa. Dạ. Mình xét lại cái lúc màu. Dạ. Mình xét trên thiết bị hay là mình góp vào? Dạ mình góp vào. À mình góp vào. Dạ. Mình lấy một cái màu giống như em nói, trong cái lumetri color đi, nó sẽ anh kéo ra. Thì nó sẽ có ví dụ như một số mẫu đi, ví dụ như Phantom, Ari, Alexa hay là Red gì đó, thì nó là những file Cube độc lập, anh lấy cái đó anh góp vào trong ổ cứng và anh gọi vô Camera Mode, nó sẽ chạy, nó load cái file nó về. Tức là cái nào giờ, bây giờ ba cái quay đưa vào, ba cái màu khác nhau, thì mình sẽ xét ba cái đó theo một nút màu chuẩn của mình góp vô, và khi mà cái thuộc vào rồi á thì nó sẽ recall. Dạ, recall lại trên cái đó luôn. Dạ. Dạ còn có câu hỏi nào không ạ? Dạ cái giá của Ninja V. Dạ thì Ninja V mới ra dòng này là 23 triệu. Dạ.
Thì nãy em có nói là dòng này 23 triệu nhưng mà 5 inch 4K 60p HDR monitor đi con. Mà có SSD rồi đấy. Dạ chưa, SSD tự lựa. Mình có thể lựa theo là 120, 256, 512. Ví dụ như hôm nay bán thì nhiều khi thì tặng theo. Dạ. Các anh cứ đặt câu hỏi để tụi em sẽ giải đáp trong hạn mức cho phép. Con nào chưa có bảng giá không em gửi cho nha. Đây. Để lại chỉ để sắp gửi cho anh. Đây thì cũng có thêm chút xíu nữa. Các anh đang quay đây là máy quay. Thì trong thực tế thì có một số trường hợp thì cũng có người hỏi về máy chụp hình quay. Thì máy chụp hình quay nó khác với máy quay này ở chỗ rằng là nó thay được ống kính. Thì thật ra Sony nó cũng có một dòng gọi là FS5 mặt tu. Thì dòng đó thì nó là một cái dạng cam thay ống kính được. Anh có thể thay từ những cái ống kính máy chụp hình cho lên tới ống nhựa, ống làm phim á. Đây là cái cam vừa rồi bên mình đang làm cái nội dung về quay giới thiệu cam. Thì dùng những cái ống kính tháo rời được, ví dụ như ống nhựa 35mm, 50mm ống tiêu chuẩn cố định á, hoặc là những ống máy chụp hình để người ta quay. Thì những cái dạng này hình ảnh của nó nét rất là mỏng và đẹp. Nhưng anh quay sự kiện thì là một câu chuyện khác ha. Tại vì quay sự kiện thì anh đâu có kêu người ta làm đi làm lại được, nên nét anh phải tốt. Còn những dạng này là những dạng nó chuẩn bị trước hết những cái hậu kỳ, những cái cảnh để quay. Thì khi mà nét mỏng đẹp, xóa không đẹp, nhưng anh phải có khả năng chỉnh sửa được cái hậu kỳ khi anh chỉnh, khi cái hậu trường, cái cảnh quay của mình khi mình quay nét rất là mỏng và đẹp. Thì đây là một cái dạng cam người ta dùng rất là nhiều trong những cái ứng dụng mà quay như là slow motion nè, quay quảng cáo. Em mở giúp anh coi thử một cái clip quay của nó ha. Đây là quay bằng FS5. Cái này đang quay khoảng 600 frame. Anh thấy một cái thanh mà nó trượt qua mà nó sẽ quay ở định dạng là S-Log, là cái phổ màu nó sẽ rộng hơn. Và khi chuyển sang cái hậu kỳ á, anh sẽ chỉnh lại cái tông màu theo ý đồ của anh. Ví dụ anh muốn nó tươi kiểu nào đó, xanh hơn, đỏ hơn thì dễ hơn rất là nhiều. Hiện nay nó quay được tối đa là 960 frame hình chậm. Bình thường nó quay ở HD là khoảng 120 frame hình. Quay quảng cáo gì được anh? Nhưng mà cảnh này phải làm đi làm lại được. Còn sự kiện của mình là dạng cam này hết. Tại vì sao? Anh đâu có bắt người ta làm đám cưới lại. Thế là anh dàn dựng cái quay ngoại cảnh cho cô dâu cũng rẻ thì đó thì sử dụng dạ, cái dạng cam như thế này. Mình có dàn cảnh có chuẩn bị trước được. Đó đây là gắn cái ống nhựa 35mm vào. Đây là một cái sự kiện mà Sony cùng với nhà phân phối đã giới thiệu cái cam FS5 mặt tu ở tại thành phố Hồ Chí Minh đến các khách hàng là bạn Production House Media tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm đó thì Sony kết hợp với nhà phân phối cũng như là một số các đối tác là về ống kính Samsung và bên chỗ là chỉnh và màu sắc là bên colorist mixing và bên chỗ là làm về thiết bị slow motion là bên Lumigrade. Thì chúng tôi đã kết hợp một buổi đó để giới thiệu các tính năng mới của cái cam FS5 này. Thì hôm đó là có một cái buổi làm việc rất là coi như là kết quả rất là tốt và chúng tôi đã show ra được những cái tính năng của cái cam FS5 mặt tu này với công tác của tất cả các đối tác của nhà phân phối. Đây là những cái tư liệu mà chúng tôi đã chuẩn bị cho cái buổi workshop của đó hôm đó tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ,
Thì như nếu mà các anh mà có theo dõi cái fanpage của BSK thì các anh cũng biết là hiện nay công ty BSK đang kết hợp cùng với lại hội đồng nghiệp quay phim Việt Nam tổ chức cái cuộc thi video clip của tôi. Thật ra là kết hợp với lại hội đồng nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên các bài dự thi á, thì tụi em vẫn